Hello, em Hà xin chào tất cả các bác đã quay trở lại với video của Shop Ngọc Hà nhà em hôm nay nha các bác nhé. Hôm nay em sẽ lên một ít về đồ gia dụng về hàng bãi Nhật nha các bác nhé, hàng chuẩn bãi luôn, em mới về được một lô. Thì trước tiên vào đầu like bao giờ cũng vậy, em Hà xin các bác cho em Hà một nút like và một nút đăng ký kênh để nhiều người biết tới Shop Ngọc Hà nhiều hơn nha các bác nhé. Dạ vâng rồi, các bác cứ liên hệ vào số hotline em để trên màn hình, đó là số 0948 516622 hoặc số 0944 090988 để được nhân viên chốt đơn cũng như là tư vấn về các sản phẩm nha em Hà nhá. Dạ vâng rồi thì các bác đi qua cố gắng làm sao cho em xin nút like đi. Thì em có nhiều tương tác cũng như là nhiều cái sự tìm tòi các cái sản phẩm chất lượng cũng như là mới về cho các bác nhá. Dạ vâng rồi, em sẽ vào sản phẩm đầu tiên, đó là sản phẩm về cái dòng con xỉa muỗng này nha các bác nhá. Đây là dòng muỗng này. Dòng muỗng này thì em cũng về được một ít rất chi là đẹp luôn, hàng rất chất lượng luôn. Đó, đó là dòng muỗng của hãng nha các bác nhá. Đây, hàng này là hàng chuẩn bãi, hàng chuẩn Nhật luôn nha các bác. Đó. Đây. Đây các bác, hàng chuẩn Nhật cho các bác luôn. Con này thì phù hợp cho các bác sử dụng để in mình ăn ví dụ như ăn trứng vịt lộn hoặc là uống khuấy cà phê các kiểu nhá. Dạ vâng rồi, thì em sẽ về được một ít này thì em sẽ làm mã này là mã số 1. Đây. Mã này là mã số 1, mời các bác lên đơn giúp em là mã số 1 với giá chỉ có là 12.000 một cây này thôi, bằng giá chợ, hàng Việt Nam luôn nhá. Hàng nước ngoài nhưng mà là giá Việt Nam. Dạ vâng rồi, mời các bác lên đơn giúp em. Em sẽ bán là 12.000 một cây, bác nào lấy bao nhiêu cây em bán bấy nhiêu cây nhá. Hình như đâu đó là em về được khoảng tầm 20 cây gì đó thì bác nhanh tay được nhá. Dạ vâng rồi, tiếp theo em qua sản phẩm tiếp theo cho các bác nữa là con muỗng số 2 này, mã số 2 này. Đây. Mã số 2 này thì cũng phù hợp cho các bác ăn hoa quả, ví dụ như là ăn dưa hoặc là ăn trứng vịt lộn cũng rất chi là hay nhá. Tại vì con này là nó được thiết kế bằng răng cưa như này. Đó. Rất chi là đẹp luôn. Các bác thông cảm nha, các bác anh các chị thông cảm với em bởi vì là hàng bãi như là nó hơi dơ. Em cầm vào nó hơi dơ. Và em nói luôn là hàng, tất cả hàng này là hàng em chưa qua xử lý gì hết. Thế nhưng mà lô này về rất mới luôn. Mới tinh luôn, mới căng thằng keng luôn, hầu như là quàn tem mác hết. Như con xìa này này em bỏ ra người ta chưa sử dụng đâu. Nó ở trong một cái bọc đó, em bỏ ra đó. Rồi cái mã này là mã số 2 thì em đang để cho mình với giá chỉ có là 13.000 một cây này thôi. 13.000 một cây. Mời mình lên đơn giúp em nhé, 13.000 một cây này thôi. Thì các bác lấy, các anh chị lấy bao nhiêu cây thì báo em nhé. Rồi tiếp theo cho mình nữa là dòng con mã số 4 này. Mã số 4 này thì là nó sẽ là bằng những cái thìa hình tròn như này nhá. Đó, thìa hình tròn và vẫn còn rất chỉ là mới luôn. Hàng mới chưa qua sử dụng nhá. Con này thì em nói luôn là mới 100% tất cả các cái dòng hàng này nhá. Đó, các bác nhìn là các bác biết hàng mới 100% luôn rồi. Hàng đẹp vô cùng luôn. Đó, rồi. Con mã số 4 này thì hiện tại là em Hà đang để cho mình với giá chỉ có là 12k thôi. 12k cho một cái mã sản phẩm này nhá. Rồi mình lấy bao nhiêu cây thì báo em Hà nhá. Rồi tiếp theo cho mình nữa là cái mã số 5 này. Mã số 5 này thì em sẽ gồm có đôi 4 5 6 7 8 9 10. 10 con giống hệt nhau luôn, cùng một bọc luôn, chưa sử dụng nhá. Đây, mã số 5 thì chưa sử dụng luôn. Nhưng con này thì nó làm bằng cái inox không được sáng lắm. Nên em Hà để cho mình với giá chỉ có là 11.000 một cây này thôi. 11.000 một cây mã số 5 này nhá. Rồi, tiếp theo qua mình nữa là cái dòng sản phẩm là cái dòng con bộ mã số 6 này. Đây, mã số 6 này thì nó hay lắm nha các bác nhá. Nó sẽ làm cho mình bằng cái kiểu loang như này. Đây, nó cứ ở trong bọc này, mấy cái kia ở trong bọc hết. Nhưng em Hà bóc ra để in cho nó, các bác nhìn cho nó dễ đó. Rồi, cái dòng mã này thì nó làm cái mã loang như này đây. Đó, nó làm mã này nó bị loang như này nhá. Nó làm loang chứ không phải là bằng cái kiểu của nó là nó loang như này. Đó, chứ không phải là hư hỏng gì đâu nhá. Đó, đây này, nó làm loang như này. Đấy, cái kiểu làm loang ngọc xanh như này nhá. Em cũng chỉ được có vài ba cây này thôi. Thì cái này thì em đang để cho mình mã số 6 này với giá chỉ có là 13.000 một cây. 13.000 một cây cho mã số 6 này. Mã số 6 này em Hà được tổng thể là 4-5 cây. 5 cây là cả cây này nữa là 5 cây nhá. Đó, mời các bác anh chị lên đơn giúp em. Mã số 6 với giá là 13.000 một cây. Rồi tiếp theo em qua dòng mã số 7 của em nhá. Đây. Mã số 7 này là về cái dòng con thìa vàng này. Đó, tất cả đồng giá cái mã thìa vàng này thì hiện tại là em Hà đang lấy cho mình với giá chỉ có là 18k. 18k cho một cây này nhá. Đó, đây, nhìn này. Đấy, mã thìa vàng rất chỉ là đẹp luôn. Hàng thương hiệu luôn nhá, đây nha các bác nhá. Đấy, cái hàng này rất chi là đẹp luôn. Đây, nó chóe lại với cái ấy đó. Đó,
rất chi là đẹp luôn nhá. Rồi cái mã này là mã số 7 thì em Hà đang để đồng giá cho mình với giá chỉ có là 18k một cây thôi. Đây con này nó còn có cái chuông như này. Đấy, em các kiểu luôn nha các bác nhá. Đó, các bác anh các chị lên đơn hay lắm luôn á. Mình mua một con hoặc cả hai ba con mình về mình làm uống cà phê, hoặc là các bác làm ví dụ như là mình ăn trứng vịt lộn, hoặc là mình làm cái gì đó rất chi là đẹp luôn. Đó, hay lắm luôn. Rồi, tiếp theo cho mình nữa là về cái cặp mã số 8. Mã số 8 này thì hiện tại là em được cái cặp này. Đây, anh cho mình xem luôn. Cái này để in làm dĩa, ăn hoa quả các kiểu đẹp vô cùng luôn. Cái mã này luôn nhá. Cái mã này thì em đang để cho mình với giá là 100.000 năm cây này thôi. 100.000 năm cây này giá cực đẹp luôn. Và hàng cực đẹp luôn, hàng cực chất luôn. Đây, em quay cho các bác xem luôn. Đó, hàng thương hiệu cái thứ dập hết đằng sau như này nhá. Hàng này hàng bãi em hàng hôm qua mới đi về đấy. Đó, rồi 100.000 năm cây này nhá. Mời các bác lên đơn giúp em là mã số 8. Các bác ơi, hôm nay em lên hàng bãi, các bác xin vui lòng lọc đúng mã giúp em để nhân viên chốt đơn cho mình cho nó chuẩn nhá. Rồi mã số 8, em tiếp theo cho mình nữa là mã số 9. Đây là dòng mã số 9 của em Hà này thì sẽ gồm hai cây xiên như này và hai cái chìa như này luôn. Rồi con này là cùng một cặp của nó luôn nhá. Con này thì hiện tại em Hà đang để cho mình với giá chỉ có 80.000 thôi. 80.000 cho 4 cây như này. Đây các bác nhìn chữ này. Đó, hoàn toàn là hàng của Nhật hết luôn nhá. Đấy. Đây. Hàng lúc mà hết các bác cứ yên tâm luôn. Đó, rồi. Mã số 8 à, mã số 9. Mã số 9 với giá là 80.000 nhá. Mời các anh các chị lên đơn giúp em này. Rồi tiếp theo cho mình nữa là mã số 10. Mã số 10 này thì sẽ gồm được cái là nó theo một cặp này luôn của nó luôn này, là nó sẽ gồm hai cái xìa này và ba cái xiên này và một cái xìa như này luôn. Cái xìa này thì nó được khắc họa tiết trên này luôn. Đó, rồi đây em Hà sẽ cầm lên cho mình xem luôn nhá. Đấy, thân thì được làm hoàn toàn như này luôn này. Đẹp, bộ này đẹp lắm. Bộ mã số 10 này hiện tại em Hà để cho mình với giá chỉ có là 130.000 thôi. 130.000 cho một cái bộ số 10 này nhá. Bộ số 10, mã số 10 này. Mời các bác lên đơn giúp em. Các bác anh các chị lên đơn giúp em. Rất đẹp luôn. Đó, đây. Sẻng này thì hiện tại là em Hà đang để cho mình với cái giá là... Sẻng này em Hà đang để cho mình với giá là bao nhiêu ta? Với giá là 20.000 một sẻng này nhé. Một sẻng vàng này là 20.000. Em có hai sẻng thôi. Đó, hai sẻng. Bác nào nhanh tay được giúp em nhé. Rồi, tất cả cái dòng này, những cái muỗng như thế này luôn thì em Hà để cho mình đồng giá với giá là 18.000 một muỗng này nhá. Đó, muỗng chìa vàng này. Em nhớ là đâu đó là ở các cái chợ si bên các quận bán rất mắc luôn. Nhưng mà em bán rẻ hơn rất nhiều luôn á. Rồi, tiếp theo cho mình nữa là mã số mã thìa 5 mã muỗng 5 cắn nhựa như này luôn nhá. Con này thì hàng của nước ngoài, nó đi theo được một bó như này luôn. Đó, nên đi theo một bó này luôn em Hà để cho mình với giá 120.000 cho 5 muỗng như này nhá. Rồi, mời các bác lên đơn giúp em là muỗng. Con này là cắn nhựa đi. Các bác lên đơn giúp em là cắn nhựa với giá là 120.000 nhá. Sẽ gồm 5 xìa như này luôn, 5 muỗng như này luôn. Đó, muỗng này về các bác múc canh hoặc là ăn cơm rất là hay. Con này là của Hàn Quốc ấy. Đó, rồi. Với giá là 120.000. Rồi. Tiếp theo qua cho mình nữa là về các cái sản phẩm về cái dòng con cái xiên này. Đây này các bác nhìn này. Nó mới lắm luôn ấy. Đây, nó ở trong bọc như này hết luôn. Đấy, hàng trong bọc như này hết luôn. Hàng rất đẹp luôn mà mới con sờ bong luôn ấy, chứ thì là không đâu. Đó, rồi. Tất cả cái dòng muỗng để in ăn hoa quả như này nha. Các bác mua về độ chục cái mình về mẹ ăn hoa quả nhìn nó rất lịch sự và sang. Quan trọng là cái muỗng này của nước ngoài nhìn nó rất chi là đẹp luôn. Nó đẹp lắm luôn này các bác nhìn. Đây này, đấy. Dập thương hiệu hết lên luôn nha các bác nhìn. Đó. Hàng rất chi là đẹp luôn. Hàng đẹp vô cùng, rất tinh tế luôn nha các bác. Đó, rồi. Đây nó cứ nằm ở trong bọc hết như này nha các bác nhé. Đây, đấy. Hàng muỗng, hàng hãng này. Đó. Rồi, con này hiện tại là mỗi một muỗng này là em Hà đang để cho mình với giá là 10, mã 11 với giá là 10k một cây này nhá, 10k một cây này. Nó cũng cứ giống nhau, nó nhỏ nhỏ giống nhau, nó bằng nhau. Nhưng mà nó chỉ khác mỗi cái tên hãng thôi. Đó, thì nó chỉ khác nhau mỗi vậy thôi. Đây, các bác nhìn. Đó, ví dụ như cái cặp này. Đây, các bác nhìn. Đây. Toàn tiền đắt tiền ở bên kia thôi. Tính toàn tiền đắt tiền, không như kiểu tiền ấy này.
Đó, rồi. Con này hiện tại là em Hà cũng để luôn. Con này được 3 cây. Đó. Rồi nó cứ ở trong bọc như này mà. Đây, các bác nhìn. Đây, đây, bao nhiêu yên này. 10 yên thì bao nhiêu yên này. Đấy. Toàn hàng xịn sò đây. Made in Japan. Đó. Hàng rất chất lượng luôn. Đồng giá 10.000 một cây nha. Bác nào lấy cái những cái đồ nhỏ nhỏ này thì báo em nhé. 10.000 một cây này giá quá rẻ luôn, nên nó thật luôn đấy. Em đi làm cái này làm rất vất vả luôn các bác. Về cái hàng bãi này làm vất vả lắm. Rồi mời các bác lên đôi dưới ăn với giá chỉ có là 10.000 một cây nhé. Đó. Mình lấy mấy cây thì mình báo em. Đó. Thì bên em sẽ chốt đơn cho mình, các bác lên đơn dưới ăn là mã 11 với giá là 10.000 một cây. Rồi tiếp theo em qua sản phẩm tiếp theo cho mình đó là mã số 12 này. Mã số 12 này thì em được 5 cây lớn như này luôn và hàng của hãng luôn. Đấy, hàng này thì chắc là hàng cực kỳ là nổi tiếng rồi. Đây, cho các bác xem luôn. Đấy, nó dập trên hãng luôn. Con này em chỉ được 5 cây thôi. 5 cây này thì nó là cùng một hãng. Đó, trông các bác nhìn. Đấy, cái nốc nó khác luôn, nhìn sáng bong bong luôn. Rồi, 5 cây này hiện tại là các bác lên đơn giao là mã 12 em Hà để cho mình với giá là 110.000. 110.000 cho 5 cây xiển sâm như này nhá. Đó, rồi. Tiếp theo cho mình nữa là về cái dòng sâm như này luôn. Đó. Dòng như này thì nó cũng giống nhau, nó mới lắm luôn đấy các bác này. Mới keng hết như này luôn. Nó hàng trong bọc ấy, thì mình em lột ra để in cho các bác nhìn cho nó dễ mà. Đó, đây. Em sẽ chọn là nó sẽ đều đều như nhau nhá. Rồi tất cả các cái dòng này thì em để cho các bác với giá là 15.000 một cây. Bác nào lấy bao nhiêu cây em bán bấy nhiêu. Mã 13 với giá là 15k một cây nhá. Rồi, tiếp theo em qua sản phẩm tiếp theo cho mình đó là sản phẩm về cái dòng con muỗng lớn này. Đấy, dòng muỗng lớn này nha các bác nhá. Đây muỗng lớn này thì em cũng được đây. Muỗng lớn này em đâu được một ít như này luôn. Một ít của cái hãng như này luôn. Đó. Đây nha. Đây. Đấy, rất chi là nhiều luôn, nhiều vô cả luôn đó. Rồi, tiếp theo cái mã này thì là nó đi cùng với cái bộ muỗng kia đấy các bác. Đó, nó đi cùng với cái bộ muỗng kia đấy. Rồi, đây đúng chuẩn luôn. Nó cũng 5 cây giống cái bộ muỗng kia. Đó. Nó giống y chang cái kia luôn. Con này thì em để cho các bác với giá là 25.000 một cây này nhá. Hàng này xịn lắm luôn các bác. Các bác đừng tiếc tiền, nó thật sự câu là cầm vào nó nặng chịu luôn. Nhìn hàng của nó đẹp như này luôn đấy. Đấy, bác nào đầu tư luôn cho mình luôn cả một cái bộ như này luôn. Bộ muỗng bộ mình dĩa như kia. 5 cây kia, 5 cây này nhá. Rồi con này thì cứ các bác lên đơn giá là muỗng to. Con này là muỗng to nhá. Em sẽ lên cái mã này là mã muỗng to này. Mã muỗng to này em để cho mình với giá là 25k. Muỗng to này. 25k một cây này. Quá rẻ. Nó thật sự tôi có bác thì không bao giờ mua được cái giá này. 25k một cây nhưng em sẽ được 5 muỗng to đều như này giống nhau này. Em gọi là mã muỗng to này. 25.000 một cây này. Đó, rồi. Tiếp theo cho mình nữa là về cái dòng con đây. Đây. Đó. Dòng này sẽ bởi cái dòng muỗng kia. Rồi tiếp theo cho mình nữa là về cái dòng con muỗng gỗ này nhá. Muỗng gỗ này. Nó cũng là cái hãng kia luôn. Đó. Đây. Bắt đợi làm chứ mình giả nó. Nó nằm hết ở trong bọc à. Hàng nằm trong bọc các bác yên tâm này. Ủa, mới chưa? Mới keo xì beng luôn. Đó. Rồi. Các bác lên đâu giúp em là cán gỗ, con này gọi là cán gỗ nha các bác nhá. Cán gỗ này thì hiện tại là em sẽ để cho mình với giá là 22.000 cho một cái muỗng cán gỗ như này nhá. Quá rẻ luôn. Các bác lên đơn giúp em nhé, em được 3 cây như này thôi. Cán gỗ với giá là 22k, em viết luôn lên đây cho các bác này. Đó. Em viết luôn lên cho mình để khi nhân viên chốt đơn nó không bị lộn cái hàng này á. Phải làm cẩn thận các bác, nó lộn này chết. Đây, cán gỗ.
22 nha các bác nhé. 22k một cây. 22k một cây như này nhá. Đó, cán gỗ, mời các bác lên đơn. Rồi, tiếp theo cho mình đó là về những ví dụ như cái dòng mũi để múc canh như này nha các bác nhá. Mũi rất chi là dày luôn. Đó. Đó. Những cái dòng này thì em nói luôn này, các bác nhìn hàng rất chất lượng luôn. Hàng còn mới keng luôn như này luôn nhá. Rồi, những cái dòng muỗng to như này hiện tại là em Hà sẽ để cho mình là đồng giá luôn đi ha các bác ha. Đây. Còn muỗng cán gỗ này em bán riêng nhá. Cán gỗ này vẫn giá là 23.000 một cây nhá. 23.000 cây cho cái muỗng cán gỗ đằng đấy. Đó. Nó được ít muỗng cán gỗ như vậy thì em sẽ để luôn riêng ra như này. Còn là tất cả cái dòng muỗng này đi. Đó. Tất cả các cái dòng muỗng này thì hiện tại là em Hà sẽ để cho mình với giá là 22.000 đi, 22.000 đồng giá luôn, muỗng to như này. Bác nào lấy bao nhiêu cây báo em nhé. Em chỉ được một ít thôi, được độ khoảng mấy chục cây là hết à. Đấy. Mời các bác lên đơn giúp em muỗng to đi. Muỗng to là 22 nhá. 22k trên cây này. Đó. Mời các bác nhìn. Các bác cần cái chị nhìn nó cầm vào là phê hàng đây nhìn hàng còn mới 100% luôn, chưa qua sử dụng tí nào luôn. Rồi tiếp theo qua cho mình nhớ là về cái dòng con này. Đây nhìn cái này quá trời tuyệt vời ông mặt trời luôn. Rồi tiếp theo qua cho mình nhớ là về cái dòng con dao cắt salad như này nhá. Đây con dao cắt đó, dòng cao dòng dao cắt salad như này này đó. Nó này có cả cái này là cái cưa bánh à các bác. Em chả biết. Nó nhiều cái chủng loại thể loại lắm này các bác nhìn. Đấy. Toàn hàng. Đó. Đây các bác nhìn. Em giá cho các bác xem luôn. Hàng hãng các kiểu của nó. Đâu đây? Đây. Các bác nhìn. Đó. Rồi, tất cả các cái dòng như này, dao như này luôn. Đó, em Hà sẽ để cho mình với giá là đồng giá với giá là 15k một cây đi. Đồng giá 15k một cây nhá. Đó. Hàng vẫn còn mới, xịn sò. Các bác yên tâm, em chưa qua xử lý nhá. Đây là em chưa có trà rửa, chưa qua xử lý gì hết bởi vì em không có thời gian. Em nói thiệt luôn các bác là như vậy luôn. Thế nên em sẽ để cho các bác với giá là 15k một cây này. Giá cực rẻ luôn. Các bác lên đơn giúp em là dao cắt bánh. Dao này là dao ăn salad cắt bánh ấy nha. Các bác để ý giúp em nha. Mới giá là 15k một cây này. Đó, mời các bác lên đơn này. Các bác ăn salad bò bít tết các kiểu nha thì mua giúp em con này luôn. Hàng rất chất lượng luôn. Con dao. Đấy, nhìn đẹp lắm luôn. Rồi tiếp theo qua sản phẩm tiếp theo cho mình đó là về cái dòng con kéo này. Kéo này thì hoàn toàn là kéo của Nhật nha các bác nhá. Đây các bác nhìn. Kéo này thì chắc là mới chưa qua sử dụng đâu các bác. Em thấy cũng khá là mới luôn. Con này rất mới luôn, nó chỉ bị tí chỗ này thôi. Kiểu hàng siêu thị thải ra mà. Đây ví dụ như những cái dòng này em sẽ cho các bác xem hết luôn. Đó, nhìn. Rất chi là mới luôn nhá. Đây, con này này. Kéo này hàng chuẩn những các bác này là chuẩn Nhật đấy các bác. Đây. Còn kéo không có cả bao da nữa đây, made in Japan. Rồi các bác xem luôn. Đó, hàng cực kỳ chất lượng luôn nhé. Đấy. Đấy. Nó bé bé này mà nó rất chi là chất lượng luôn các bác. Đó. Con này vẫn còn mới tinh luôn, chưa qua sử dụng luôn. Em bán đồng giá luôn nhé. Kéo đồng giá là 50.000. 50.000 cho một con kéo đây các bác nhìn. Khác các kiểu trên này luôn. Kéo này thì cắt gà cũng em nghĩ là ok đấy. Kéo này của nó. Rồi 50.000 mời các bác lên giúp em là kéo và kéo với giá là 50k em được đôi. Đây có cả cái kéo nhỏ nhỏ như này nữa đấy. Đấy. Đôi này 4 này 5 này 6 này 7 này 8 này 9 này.
giờ em tính được 8 con thôi, còn hai cái con nhỏ nhỏ này thì tính sau. Hai con nhỏ nhỏ này thì bán giá là 30.000 một con đi nhá. Rồi. Đó, mời các bác lên đơn. Rồi, con dao này thì để con hai con dao gọt hoa quả cho các bác. Đó. Đây, ba nhìn. Khác trên dao hết luôn. Đó, rồi. Con này tất cả loại những loại này, con này là hàng Mizuni, hàng của Đức. Đây. Đây là Đức thiệt luôn các bác, không phải Đức vớ vẩn đâu. Đó. Rồi, con này thì hiện tại em Hà đang để cho mình với giá là 50.000 cho một con dao này đi. 50k nha các bác nhá. Em biết luôn. Đấy. 50k được hai con. Đó. Rồi, đây là cái muỗng để in, mình múc cơm này các bác này. Đó, muỗng múc cơm rất chi là xinh điệu và hai con này chưa qua sử dụng luôn. Con này thì các bác lên em là muỗng xúc cơm với giá là 30k này. Rồi. Tiếp theo cho mình nữa là về cái dòng con những cái dòng con đánh trứng này nhá. Đấy, quấy trứng quấy bột luôn. Đó, những cái dòng này thì khá là ok luôn nhá. Đây các bác nhìn. Đó. Đó. Rồi. Toàn những hàng rất chi là còn mới, không có các bác không có lo là về mình không sử dụng được đâu nhá. Em lấy toàn hàng tuyển thôi. Hàng lớp 1, hàng tuyển đấy. Rồi. Tất cả các cái dòng máy dòng đánh trứng này các bác nhìn đây này, 26 yên. Đó. Hàng tem mác còn vẫn còn chưa qua sử dụng mà. Rồi, những cái loại này em Hà đang để cho mình cái khuấy đánh trứng này là giá là 40.000 một cây này đi nhá. 40k một cây. Mời các bác lên đơn với em là khuấy đánh trứng với giá là 40.000. Đó, rồi. Tiếp theo cho mình nữa là về cái dòng con vớt rổ, vớt ví dụ như là các bác vớt bọt khi mà mình nấu cơm, nấu canh hoặc là nấu xương các kiểu ấy, là cái này này. Đó, rồi con này hiện tại thì em Hà để cho mình với giá là 25.000 nhá. 25.000 vẫn còn tem. Đấy, 30 yên, 30 ủng các kiểu này, em chẳng hiểu cái này. Cái này thì em không biết là để làm gì đâu các bác. Đấy, em nói thật sự luôn ấy, em chả hiểu. Đó, nó có hai cái này rồi. Cái này thì 25.000 nhé, các bác lên đơn giúp em nhé. Đấy, nó sẽ có vài cái, đôi 4, 5, 6, 7, 8 cái này. Đấy, 7, 8 cái này thôi. Với giá là 25.000 cái vớt này nhá. Mời các bác lên đơn. Tải rất chất lượng luôn ấy. Rồi, tiếp theo qua cho mình nữa là về những cái dòng con gắp nắm đồ chiên này nha các bác nhá. Gắp nắm đồ chiên như này luôn. Rồi, cái dòng này thì hiện tại là em Hà đang để cho mình với giá là bao nhiêu? Với giá là... Đây, những cái dòng gắp này, với giá là 30k nhá. 30k cho một cái gắp đồ chiên như này nhá. Mời các bác lên đơn với em được mấy cái. Những cái gắp đồ chiên này. Đó. Lớn nhỏ 30.000 hết đồng giá nha các bác nhá. Bác nào nhanh tay thì được này. Rồi, những cái muỗng này các bác nhìn, những con muỗng này rất chi là chất lượng luôn nhá. Muỗng cực kỳ chất lượng luôn. Đây các bác nhìn. Đó, những con muỗng này. Rồi, những con muỗng này thì em bán cho các bác đồng giá là 40.000 nhá. Các bác lên đơn cho em là mã 5 này. Mã 5 với giá là 40k nhá. 40k cho các con mã 5 này. Đó. Mã 5 40.000 nha các bác nhá. Lớn to nhỏ gì giống nhau hết đi. Ui cầm nó nặng trịch luôn các bác ạ. Đó, trình. Trình. Bác nào làm quán phở làm luôn cho em hai cái muỗng này về. Được hai cái muỗng này là muỗng chắc nấu phở rô phiếc cái đây này các bác. Đây, mình in Japan. Đây. Đó. Hàng đấy rồi. Mời các bác lên đơn nhá, đồng giá với giá là 40.000 luôn nha các bác. Ủa ôi, em không có thời gian đâu mà em chia nhỏ chia lẻ ra làm cái gì nhá. Đó, rồi. Xẻng xúc này. Xẻng xúc cũng 40.000 luôn nha các bác nhá. Rồi. Mời các bác lên đơn với em là gọi là xẻng xúc đi. Rồi, xẻng xúc đi nha các bác nhá. Đó. Mời các bác lên đơn với em. Xẻng xúc với giá là mã 14 thì các bác lên đơn giúp em là mã 14 này. Mã 14 với giá là 40.000, 40.000 cho cái mã 14 này nhá. 40k cho một con này. Ui trời ơi các bác ơi, con này thì bao các bác xào nấu rồi là chiên xào luôn này các bác này. Con này thì xẻng xúc khá là ok luôn nha các bác nhá. Đó. Toàn hàng nước ngoài. Rất chất lượng luôn. Đó. Rồi. Mời các bác lên đơn nhé, đây này còn mới con spong luôn này, đây vẫn còn new ở trên này luôn. Với giá 40.000 này. Đó, rồi. Em qua về cái phần bật bia này. Mã 17 đây các bác ơi, mã 17 bật bia nha. Con này em Hà để cho các bác cũng là 40.000 luôn này. Đó, được mấy cây hay hay như này thôi này. Đó, rồi.
Rồi đây là cái khui rượu vang nhá. Đây là cái dòng khui rượu vang này. Hàng còn mới tinh luôn nhá. Mã 18 với giá là 70k nhá. 70k cho cái khui rượu vang này. Đó, mời các bác lên đơn này. Rồi, tiếp theo cho các bác nữa là về cái dòng con bào nạo này. Bào nạo này thì hiện tại là em Hà để cho mình với giá là 30 ngàn đi. 30 ngàn cho những cái nào bạo hoa củ quả rau như thế này nhá. Đó, 30k. Đây là made in Japan này các bác nhìn. Đó, hàng cực kỳ chất lượng luôn. 30k. Đấy, 30k nha các bác nhá. Đó, rồi. Tiếp theo cho mình đó là về cái dòng con nạo này. Nạo này em được đôi 4 5 con, đúng 5 con nạo này thôi. 5 con nạo này thì hiện tại em để cho mình với giá là 35.000, 35.000 cho một cái nạo như này nhá các bác nhá. Hàng cũng còn mới này các bác nhìn. Hàng chưa qua sử dụng luôn đấy. Khoảng là đợi mới 99% luôn các bác nhìn. Đó. Nạo này các bác nạo sướng lắm. Rồi mời các bác lên đơn nhá. Dạ vâng, rồi thì em cũng xin phép dừng like tại đây. Thì em cảm ơn tất cả các bác đã quan tâm theo dõi Shop Ngọc Hà nhà em nhé. Em xin chào và tạm biệt tất cả các bác. Hẹn các bác vào video tiếp theo. Đó. À đây còn cái kẹp càng cua các bác ơi. Kẹp càng cua này thì hiện tại em Hà để cho mình với giá là 40k một kẹp này nhé. Em 3 kẹp này, được 3 kẹp càng cua này nhá. Rồi các bác lên đơn nhé. Em xin chào và tạm biệt các bác. Hẹn các bác vào video tiếp theo. Em xin chào và tạm biệt ạ.